gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các em thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học Cô Tô, văn bản đầu tiên trong bài học Những nẻo đường xứ sở, văn bản của tác giả Nguyễn Tuân. Các em đã được chia sẻ trước khi đọc và đọc văn bản. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng khám phá văn bản qua 4 nội dung. Cô trò chúng ta sẽ khái quát những nét đặc sắc về tác giả, tác phẩm. Sau đó, tìm hiểu đặc trưng thể loại ký qua văn bản Cô Tô. Khám phá nội dung và nghệ thuật của văn bản này. Trước hết, hãy cùng khái quát những nét chung nhất về tác giả và tác phẩm. Em hãy hoàn thành giới thiệu những nét sau về tác giả Nguyễn Tuân nào. Nói về tác giả Nguyễn Tuân, trước hết, ông sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 ở phố Hàng Bạc, Hà Nội, trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã suy tàn. Nguyễn Tuân mất vào năm 1987. Nói cụ thể, quê ông ở làng Nhân Mục, thường gọi nôm là làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thân sinh của Nguyễn Tuân là cụ Tú Nguyễn An Lan, tức cụ Tú Hải Văn, một nhà nho tài hoa đậu khoa thi cuối cùng, rồi suốt đời ôm nỗi bất đắc chí trong cảnh đi làm một viên chức nhỏ ở tòa sứ các tỉnh dưới chế độ thuộc địa của Tây. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tuân đã được nuôi dưỡng trong nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, với những phong tục nề nếp, với các thú vui chơi từ một thời xưa đang tàn dần và biến đổi, ngổn ngang vì sự xâm nhập văn minh máy móc và hàng hóa từ phương Tây ào đến. Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống ấy đã có ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng, cá tính và sáng tác của nhà văn sau này. Đó là những nét khái quát về cuộc đời của Nguyễn Tuân. Sau này, các em sẽ còn được tìm hiểu nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Tuân, chúng mình sẽ bổ sung thêm vào phần này. Phần thứ hai, đặc điểm sáng tác của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Cái nhìn văn hóa là một cái nhìn bền vững trong phong cách nghệ thuật của nhà văn. Trước cách mạng, nhà văn nhận mình là một kẻ giang hồ, nhưng chỉ khi viết về cái đẹp vang bóng một thời, cái đẹp xưa cũ, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương đất nước, viết về những gì gần gũi, viết về những gì đáng tự hào của dân tộc, ngòi bút ông mới thật sự tài hoa, tinh vi và sâu sắc. Ông cũng là một nhà văn có phong cách độc đáo, lối viết tài hoa, cách sử dụng từ ngữ rất độc đáo. Tài hoa trong việc dựng cảnh, tài hoa trong việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, trong những so sánh tưởng tượng táo bạo, bất ngờ với những hình ảnh đẹp đầy gợi cảm. Uyên bác trong việc vận dụng những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để làm phong phú và làm phong phú thêm khả năng diễn tả của nghệ thuật văn chương. Trong sách giáo khoa, em thấy thể loại sở trường của Nguyễn Tuân là gì? Nguyễn Tuân là một người có cá tính sáng tạo mạnh mẽ, có lối sống tự do phóng túng. Ông ý thức sâu sắc về cái tôi cá nhân đã khiến Nguyễn Tuân tìm đến thể tùy bút, bút ký là một điều tất yếu. Và chúng ta có nội dung kiến thức. Thể loại sở trường của Nguyễn Tuân là ký và truyện ngắn. Nói về ký của Nguyễn Tuân, cho thấy tác giả có vốn kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Đồng thời, vốn từ ngữ của ông rất phong phú. Nguyễn Tuân là một trong những bậc thầy của ngôn ngữ văn xuôi hiện đại với một kho từ vựng phong phú, có khả năng tổ chức câu văn xuôi giàu giá trị tạo nhạc điệu và biết co duỗi nhịp nhàng. Nguyễn Tuân là nhà văn có giọng điệu. Giọng văn của ông vừa trang nhã, cổ kính, vừa sắc sảo, hiện đại. Với gần 50 năm hoạt động văn học, bằng ngòi bút độc đáo của mình, Nguyễn Tuân đã có những đóng góp to lớn, có một vị trí quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam, thúc đẩy thể tùy bút, bút ký của văn học đạt tới trình độ nghệ thuật cao, làm phong phú thêm cho ngôn ngữ dân tộc
đem đến cho nền văn học Việt Nam hiện đại một phong cách tài hoa và độc đáo. Đó là những nét khái quát về tác giả Nguyễn Tuân. Còn về tác phẩm văn bản Cô Tô, em hãy xác định hoàn cảnh sáng tác của văn bản này giúp cô nhé. Bài ký Cô Tô được viết nhân một chuyến ra thăm đảo của tác giả. Tác phẩm ghi lại những ấn tượng về thiên nhiên, con người lao động ở vùng đảo Cô Tô mà nhà văn thu được trong một chuyến đi ra thăm đảo. Bài ký này được in trong tập Ký xuất bản lần đầu năm 1976. Nói về thể loại, các em đã xác định được Cô Tô là văn bản thuộc thể loại ký với phương thức biểu đạt tự sự kết hợp với miêu tả. Vậy, đã được đọc văn bản, em hãy thử xác định nội dung của từng phần trong bố cục văn bản này nhé. Như chúng ta đã biết, văn bản được chia thành 4 phần. Phần đầu tiên, hình như gió bão chờ chúng tôi lọt hết vào trận địa cánh cung bãi cát, rồi mới tăng thêm hỏa lực của gió, cho tới nó rít lên, rú lên, như cái kiểu người ta vẫn thường gọi là quỷ khóc thần kinh. Đoạn văn miêu tả cơn bão biển ở Cô Tô. Phần thứ hai, ngày thứ 5 trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo sáng sủa. Cho tới càng thấy yêu mến hòn đảo như bất cứ người chài nào đã từng đẻ ra và lớn lên theo mùa sóng ở đây. Với nội dung cảnh Cô Tô một ngày sau bão, từ điểm nhìn ở trên nóc đồn biên phòng Cô Tô. Phần thứ ba, bắt đầu từ chỗ mặt trời lại rọi lên ngày thứ 6 của tôi trên đảo Thanh Luân một cách thật quá là đầy đủ, cho tới một con hải âu bay ngang là nhịp cánh. Là cảnh mặt trời lên trên biển Cô Tô với điểm nhìn là nơi đầu mũi đảo. Phần cuối cùng, đoạn kết của văn bản. Khi mặt trời đã lên một vài con sào, tức là lúc nó trở về sự bình dị hàng ngày, cho tới chồng chị trâu hỏa mãn điệu con, thấy nó dịu dàng, yên tâm, như cái hình ảnh biển cả là mẹ hiền mớm cá cho lũ con lành. Nội dung của đoạn văn bản này là buổi sớm trên đảo Thanh Luân, với điểm nhìn từ cái giếng nước ngọt ở rìa đảo. Với bố cục này, chúng ta thấy rằng cảnh thiên nhiên và sinh hoạt của con người trên vùng đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tươi đẹp. Bài văn cho ta hiểu biết và yêu mến hơn một vùng đất của Tổ quốc, quần đảo Cô Tô. Giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở những video tiếp theo nhé! Bài giảng phần 2 của bài học Cô Tô xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong phần tiếp theo của bài học này.